Xin chào, ôi giời ơi, bạn Gonzi là trai thế. Ôi giời ơi, hả? Ôi giời ơi. Ôi cái đấy nó làm điểm nhấn đi con ạ. Con mở tay ra ra. Ôi mẹ Thủy ơi, phải cài chéo cơ mà. Cái này phải cài chéo cơ mà. Cài chéo làm sao? Bố xem, con dạ. Ôi giời ơi, công nhận. Trước hôm nay bố không nhìn ra bạn Gonzi luôn đấy. Đẹp trai thế, quay đằng sau bố xem. Ý, mì trai đẹp điều cực. Mì đẹp kinh khủng luôn. Con quay đây. À mà bộ này bố cứ tưởng nóng thì không nóng mấy đi. Không nóng con ạ. Bộ này mát. Ô con chạm mấy cái bấn. Ôi trời. Đi nhanh em, chị cua chị bảo ra nhanh để có trang điểm. Hả? Mình đi làm cho chị đấy thì mình phải thì làm cho chị đẹp chứ. Hả? Ôi, không ngờ bọn con xin lại đẹp trai thế này ấy. Ui, chết rồi. Mình không nhận ra con trai của mình nữa. Ôi, sao thế? Con đừng cầm tay như thế, con cầm như thế nào cũng không đẹp đâu. Đừng cầm như thế nó bị rộng ra đấy. Được rồi, thế thôi, nhát đi. Ôi, cô nhận. Ôi trời ơi. Không, con ơi, phải để thế mới đẹp. Đừng làm thế. Còn không quen với mình đẹp quá, vì mọi người mọi ngày bạn cô si xấu xí đúng không? Hôm nay đẹp trai quá không quen đúng không? Mọi lần thì con đâu bực bằng đẹp như này đâu. Thôi nhìn nhanh đi con, nhanh. Bạn trai xinh gái đẹp. Ôi trời, ấy à, cái chà, tưởng là ai. Ôi trời, chà ơi, chà xấu hổ, phải quay mặt chị chà. Chà ơi, chú bảo này. Chà ơi, ôi con chà kia, chú gọi không nghe gì à. Chà ơi, em ơi, đi học về trông khác thế nhở. Chà xinh gái quá không dám đối diện với sự thật đây anh Việt đẹp trai này. Riêng chà là bỏ mặt ra. Sao giờ này đi học gì mà gầy thế hả chà? À, giữ eo à? Giữ eo à? Ok, vậy là cả nhà đã đi chuẩn bị đến đám cưới rồi. Mọi người nhìn bạn Gonzi với con mắt ngạc nhiên. Hai đám cưới rồi. Đây là bố con dâu này này. Chào Vũ đẹp trai. Đây là mẹ con dâu. Mẹ con dâu chào các bạn gái. Ôi rồi, đây là chị gái mẹ con dâu. Đây là gia đình nhà con dâu. Ôi ơi, trẻ quá. Đây là chị gái cô dâu này. Chị gái cô dâu cưới chồng cách đây mấy năm rồi. Rồi, chúng ta sẽ lên trên phòng cô dâu xem cô dâu trang điểm thế nào nhá. Mấy đứa anh lên đây làm gì đấy? Hả? Lên làm gì? Trang điểm đúng không? Đây, thật là trông xinh thế. Úi giời ơi, chị Lan. Chị gái mình trang điểm. Rồi, gọn quá. Chị vào đây, vào đây, bố giới thiệu. Đây rồi, đây, được. Ôi, này có phải trang điểm cho bạn này không? Trang điểm chứ nhỉ? Ôi, đồng đấy. À, đây là cô dâu. Đây là cô dâu. Đâu, có xem để được cầm máy nha. Bây giờ nhá, con cầm có phải cầm, bạn, con cầm cao lên nhớ chưa? Cái mà con gì nhớ chưa? Mì nhớ chưa? Cầm máy cao lên thì cô dâu mới đi được. Hai cô dâu còn cầm cái cùng ở trong lớp luôn. Ba chị em, hai chị em trong ở chị. Ôi đấy. Cầm cao lên. Đấy. Đấy chị Hằng chị bảo là không được cầm cái bên trong, cái bên trong là bị lộ cái quần màu hồng bên trong á. Hai đứa đứng hai góc gì á? Nếu mà chị đi cua đi nhanh quá thì kéo bớt lại. Rồi. Sao mà con gì mặt kiểu gì kia? Vui đen. Đúng rồi đấy, cười như thế đúng rồi. Mi kìa đấy. Ơ Mi không trang điểm này à? An có ra giúp chị cua không? Hải An có trang điểm không? Cô dâu.
cô dâu đang nghĩ là sao để mình đi như thế nào nhỉ? Đấy, con đứng đây. Bạn đứng đây rồi. Hai tiên dần nhỉ? Đây là lần đầu tiên bạn Gosi làm chuyện này nên bạn Gosi vẫn hơi ngượng nghịu thì phải. Nào. Con đứng thẳng lên. Cô dâu đang nghĩ được các cái dáng ở chụp ảnh chưa? Không chào ra là người ta chụp ảnh bối rối. Cô xin nhá. Trang điểm gì nhá, cho nó đẹp nhá. Nhá, con. Con phải vì chị cua chứ. Đây ra ngoài. Đi đi thôi. Bên này một tí nữa. Có để yên với cho bố xem. Bố. Sao mặc áo sớm thế? 1 giờ mới ấy, 1 giờ hơn đúng không? Bên này một tốp trang điểm nữa. Ôi ơi, đây làm gì đấy? Hả? Những ai trang điểm vào trang điểm nhanh. Ôi, trang điểm mà đeo khẩu trang kia thì vô nghĩa rồi gì nữa. Bỏ ra chứ. Đây, có nhà ai đây? Hả? Có nhà ai? Ôi, này nào nó to này nào? Có nhà ai? Thường có xinh như này không? Ừ? Hôm nay xinh hơn à? Chết rồi, xinh quá, không nhận ra mình là con nhà ai. Vừa nãy em nhận ra chị, bây giờ em chả nhận ra chị nữa. Ăn đầu nhà lên đi. Thế này làm lắm không đoạn thế. Tạo dáng. Ôi, trông như con công ấy. Ai đấy? Đây là ai đấy? Con xe ai đấy? Con quen bạn này. Ủa sao đánh? Này, thấy gì chưa? Bạn này được làm phù rể đấy. Con ra được làm phù rể chưa? Chưa bao giờ đúng không? Chưa bao giờ được đúng không? Làm sao mà được? Không phải đơn giản ai được đâu. Phải được sự tin tưởng lựa chọn đấy. Cô dâu này là có tính lắm, chọn mãi được hai người này đấy. Ấy. Ôi chứ mà sao bảo ngồi thì phải ngồi. À đúng rồi. Đúng rồi, ngồi được. Đấy, yêu người thế thì bố không được đi cùng mẹ bà Gosi rồi. Đấy. Còn hôm nay được lên xe hoa. Đấy. Cô dâu ấy là nhìn mặt cứ kiểu là đang nghĩ gì ấy nhỉ? Nghĩ về tương lai cuộc sống sau này. Đúng rồi. Đúng rồi. Cuộc sống màu hồng. Tương tác với cháu mà. Bắt đầu 1, 2, bắt đầu đúng ấy. Vừa bận công rồi kinh nhau. Ôi, bắt đầu. Trướng đi. Ôi kinh chưa. Ấy, ui rồi. Chuẩn bị đây. Ui, mày đến trời à. Bây giờ. Ui rồi. Ui. Đây này. Ấy, tương lai là siêu nhân đấy. Nhân đang đang nườm gì cua sao kia. Đúng không?